Rồi mới nhận được quà của ai biết, mình nhận được quà của ai biết đấy nha, em mới quỳ xong luôn, bơ mới giao đến nơi luôn. Quà của bà quá đẹp, cho mọi người xem khương. Đẹp không mọi người? Ok không? Quả đẹp luôn. Vẫn còn bị chưa đong đỏ. Mình vệ sinh xấu nha. Hiện tại thì em đang sử dụng khẩu truyền thống 2 năm nay rồi. Giờ có canh giải impact của ai biết, mình sẽ lên khẩu to lớn nha. Quả đẹp luôn, đang gom lúa. Rồi này, mọi người thấy không, rất chi là đều đẹp luôn, chỉnh khương như một. Cảm ơn quá bác ai biết nhé, chúc bác làm ăn thành công nha, càng ngày càng bán được nhiều hàng và sẽ luôn ủng hộ kênh của bác. Cảm ơn bác ai biết nha. Rồi, kết thúc.